Em đi không con tàu Hải Dương, xin kính chào toàn thể quý khách hàng nhé. Là một đầu tuần mới rồi, là một tuần mới thì em chúc toàn thể khách hàng nhà mình một tuần mới thật là năng lượng này, công việc thì thuận lợi. Trong buổi trưa mát trời thứ hai ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng báo giá một công việc thường nhật của em Hương luôn ạ, như một thỏi khóa biểu luôn. 11:30 các ngày trong tuần thì em Hương đều báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương. Bên em thì bên em rất là nhiều xe đẹp. Hôm nay em về thêm một chiếc xe mà chỉ có với giá là 58 triệu. Chào anh Quân Dương, chào anh Nguyễn Thủy Trung, chào anh Bùi Tấn ạ. Chào toàn thể khách hàng thân yêu của em Hương nhé. Những bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Chào bác Bình Phạm này, Hải Dương rất là mát rời luôn. Chào anh Hoàng Long ạ. Anh Hoàng Long ơi, cân đối về Lexus thế nào rồi anh? Hôm nay em về thêm cả bán tải Ford Ranger cực đẹp màu đen này. Về thêm Innova 2015 này. Về thêm Vios màu vàng cát này. Chào anh Hòa Hoàng Đỗ này. Chào bác Quân Dương, 20 khách hàng thân yêu ơi. Một khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân hội nhóm ra được không ạ? Chỉ một phút nữa thôi, em xin phép được quay sang năm sau để đi báo giá buổi báo giá ngày hôm nay. Em chào anh Sưởng May Long Hải này. Chào anh Nguyễn Thái ạ, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều xe luôn. Đời hơi sâu anh ơi, đời sâu nhưng mà máy số con này nó phải đạt đỉnh của chóp luôn. Đời sâu thì giá nó sẽ mềm hơn anh nhá. Lexus mà chưa đến 600 triệu mà vừa dùng xăng vừa dùng điện. Khi mà đi đến vận tốc 60 cây thì từ xăng nó sẽ chuyển sang năng lượng là điện luôn, là lúc đấy chỉ đi bằng điện thôi. Nên là 100 km cũng chỉ có 4 lít xăng thôi anh ạ, cực kỳ tiết kiệm luôn mà êm lắm, nhiều công nghệ đồ chơi lắm ạ. Chào anh Bùi Nick này, chào anh Nguyễn Đức Anh. Em Hương xin phép được quay sang cam sau luôn nhé. Lấy được bằng rồi mà chưa có tiền mua Hương ơi. Anh ơi, ô tô nhà em Hương có phải là đắt đâu. 58 triệu là có xe ô tô đi rồi. 200 triệu trở lên, 100 triệu trở lên là nhiều sự lựa chọn rồi. Lên các bác ơi, lấy bằng rồi tự tin. Nếu mà chưa tự tin thì mình có thể đi xe tập lái mà anh. Tập lái chỉ có 58 triệu thôi. Em xin phép được đi báo giá ngay đây ạ. Mát quá. Bây giờ đi thôi, hơi lâu. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân hội nhóm giúp em đi ạ. Nhiều xe đẹp quá này các bác này. Đi ra bên ngoài luôn nhé. Em chào anh Vũ Quý Tạo này. Full xe luôn. Thật sự về rất là nhiều hả? Chào bác Vũ Thế Văn này. Em sẽ đi ra bên ngoài trước nhá, vì bắt được một chiếc xe bán tải Ford Ranger cực kỳ ưng ý luôn. Anh Vũ Thế Văn, anh Định Múc ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân hội nhóm giúp em đi ạ. Một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2017. Đời 2017 các bác nhé, mà giá giật mình luôn. 586 triệu số tự động một cầu. Các bác nhìn này, một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2017 vừa mới cập bến bên em đây ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Anh ạ. Nhiều xe đẹp nhỉ anh ơi. Cái tháng này nhá, không chỉ những là một cái tháng trong năm mà các bác không hề kiêng khem một cái gì luôn. Tháng 7, tháng cô hồn hay tháng gì đi chăng nữa, chỉ cần em Hương giảm giá sâu thì tháng nào các bác cũng mua xe. Còn hôm nay còn được lộc này các bác này, được một bác ở bên Cẩm Giàng để lại cho một chiếc xe bán tải Ford Ranger màu đen đẹp như thế này các bác nhé. Bán tải Ford Ranger màu đen đẹp đời 2017, động cơ trang bị là chỉ có 2.2 thôi, mà giá chào bán chỉ có 586 triệu. Bán tải Ford Ranger nhé các bác nhé. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, lên màn hình giải trí này, túi khí an toàn, ghế da cao cấp 2 màu. Em này là số tự động đẹp đây. Bán tải bên em Hương rất là nhiều nhưng màu đen thì mới về nhé. Bản 2.2 lên thùng thấp rồi. Vợ chồng bán chịu cho chị Nhàn một cái nhé. À anh Tạo à, anh ơi anh thích chiếc nào em để cho mình chiếc đấy luôn. Nhà anh có bán tải rồi, có xe tải rồi, hay là đi bán tải đi. Chị Nhàn vẫn có thể chờ hoa quả được, xe vừa mới về đây anh này. Xe cực đẹp luôn anh nhé, chia sẻ cho em đi anh Tạo ơi. Chào anh Nguyễn Dũng, chào anh Ngọc Tuân này. Bán tải Ford Ranger đời 2017, đời cao giá rẻ đây ạ. Giá chỉ có 586 triệu thôi. Lước sơn hay là form dáng hay là phong cách thì không còn chê một điểm nào luôn các bác nhé. Số tự động máy dầu 586 triệu đời 2017. Đời rất là cao luôn. Lên thùng thấp rồi. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Chào anh Nguyễn Dũng, chào anh Hiếu Phạm. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Mazda 3. À Mazda 2, em xin lỗi, Mazda 2. Mazda 2 đời 2015, số tự động đẹp với động cơ trang bị 1.5. Em này là số tự động các bác nhé. Màu đỏ đẹp, biển 14 này.
có đèn halogen, phanh ABS chống bó cứng nhá. Mazda 2 form dáng hatchback cực gọn, cực xinh luôn. Mà giá bao nhiêu ạ? 335 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 325 triệu chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Xe này máy số cực ngon, trên vô lăng có tổ hợp các phím bấm rồi, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Phanh ABS đầy đủ luôn. Một chiếc xe Mazda 2 form dáng hatchback 335 triệu, em để cho mình còn 325 triệu. Để lại số điện thoại cộng chia sẻ cho em sẽ để cho mình cái giá cực yêu luôn. Em chào anh Nguyễn Thái, chào anh Minh Minh, chào anh Hiếu Phạm nào. Chào 50 khách hàng thân yêu của em Hương. Mỗi khách hàng cho em Hương xin một lượt chia sẻ này. Lên các trang cá nhân và hội nhóm bác nào quan tâm thiện chí mua xe, chia sẻ cho em 10-15 nhóm lên các trang cá nhân và hội nhóm. Em để lại cho mình giá bớt sâu luôn 10-15 triệu trên một đầu xe. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent số sàn nhé. Các bác ơi, đây là số sàn đây ạ. Với nước sơn màu trắng đẹp biển 98 này, lên đèn bi salon và dải đèn led rồi. Xin nhan tích hợp trên gương Accent 2018 số sàn đột, động cơ trang bị 1.4, em đang bán là 418 triệu. Chúc em gái đầu tuần mát mẻ, được nhiều xe. Cảm ơn anh Bùi Tấn này. Em chào bác Xuân Mai, chào bác Nguyễn Dung, chào bác Thanh Phạm này. Bình thường nếu như Accent số sàn thì sẽ không có ghế lái trực phế phụ chỉnh điện đâu, nhưng em này bác chủ là người ăn chơi sành điệu các bác ạ, độ hết nên ghế lái ghế phụ đều là chỉnh điện rồi. Trên vô lăng có tổ hợp phím bấm nghe gọi, màn hình Android cỡ lớn nhé. Tối khí an toàn hỗ trợ chống trơn trượt cho em. Hyundai Accent phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này, phanh ABS toàn xe. 418 triệu em để cho mình còn 408 triệu cộng bao rút hồ sơ cho mình. Các bác chỉ việc chia sẻ cho em Hương thôi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, lipo lắp hết đầy đủ cho em rồi ạ. Hyundai Accent xinh đẹp của em Hương đây ạ, màu trắng như ngọc trinh luôn. 2018 1.4 415 triệu còn 405 triệu các bác nhé, 415 thôi. Anh ơi, giao cơm ở đây à? Cảm ơn anh Dương Kết ạ. Ngày mới chúc em được nhiều niềm vui, buôn bán được xe nhé. Em cảm ơn anh Dương Kết. Chào bác Nguyễn Bảo Cường, chào bác My Kiều. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán tại em Lê Hương Ô tô Hải Dương. Các bác quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Ở đây với cái tầm tiền 128 triệu thì các bác rất là khó chọn một chiếc xe ô tô đẹp. Nhưng đến với em Lê Hương, 128 triệu có Kia Morning bản full nhé. Kia Morning bản full đồ Sport cho em rồi. Bản này là bản Sport, 128 triệu có xe Kia Morning đi. Thay một chiếc xe máy cho em để vợ con đỡ phải lắng, đỡ phải mưa, thay chiếc áo lắng, thay chiếc áo mưa. Đây các bác này, Kia Morning 128 triệu lên màn hình rồi. Ghế da hai màu cực đẹp luôn. Thay cho em một chiếc xe máy đi ạ, đỡ phải lắng mưa, con thì con nhỏ, vợ thì mang bầu đi lắng rất là khổ luôn. 128 triệu có xe Kia Morning đi ạ. Chào anh Nguyễn Bảo Cường, chào anh Trần Út, chào anh Nguyễn Cường, chào bác Thắng Thủy này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe của phó giám đốc đi nhá, một chiếc xe Ford Mondeo. Ford Mondeo số tự động bản 2.5. Nếu mà nghe về Ford Mondeo, các bác sẽ nghĩ ngay đến một cái dòng xe cực kỳ chất lượng luôn. Và không bao giờ quan tâm về chấm nữa, vì em này là bản đủ 1.5. Khi sở hữu em nó thì các bác không quan tâm về chấm nữa, vì nó sẽ ăn xăng hơn những dòng xe khác. Nhưng điều mang lại của em nó các bác có thể cảm nhận được bằng chất máy này, điều hòa các bác ngửi này. Máy số thì cực ngon, đi cực lành luôn. Siêu phẩm Ford Mondeo số tự động, có cửa lóc đầy đủ cho em một phân khúc hạng sang nhé. Màn hình giải trí cỡ lớn này, ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện, ghế nhớ 3 vị trí. 175 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 165 triệu. Bớt trực tiếp 10 triệu chiếc xe Ford Mondeo bản đủ 2.5 số tự động phân khúc hạng sang đây ạ. Bên cạnh chiếc xe Ford Mondeo đời 2004, đời hơi sâu một chút, phù hợp với những bác nào yêu thích dòng xe này, thì có một chiếc xe Hyundai Elantra. Hyundai Elantra phong cách mới, đột phá nhiều công năng, nhiều tính năng, nhiều ưu điểm này. Hyundai Elantra với nước sơn màu trắng đẹp biển 99 này. Với động cơ trang bị là 2.0 nhá. Nếu như Accent đã là 1.4 đi đã sướng rồi, thì 2.0 của Hyundai Elantra nó đẳng cấp khác luôn. Đèn bi salon này, dải đèn led, xi nhan tích hợp trên gương, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Giá chào bán là 515 triệu. 515 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình, hoặc để lại số điện thoại em sẽ kết nối qua Zalo, gửi hình ảnh video chi tiết nhé.
tổ hợp phím bấm này, ga tay tự động có lưu control, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh, 515 triệu. Bác nào yêu thích em để cho mình còn 505 triệu, bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình đỡ phải đi lại vất vả nhé. Chào anh Trần Ngữ, chào anh Văn Chỉnh, chào anh Nguyễn Việt Dũng này, chào bác thi công này, thiết kế thi công nội thất, chào anh Nguyễn Danh Quan và bà chào bác Lê Trung Hiếu ạ. Chào anh Hữu Caro. Các anh ơi, anh Dương Thủy ơi, anh Thủy Thắng ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Chia sẻ lên 200 khách hàng cho em Lê Hương đi ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn, ưu đãi giá cho cái tháng này. Cái tháng này là một trong những cái tháng mà xả cắt cực lỗ nhiều đầu xe luôn các bác nhá. Giá cực êm luôn. Chào anh Nguyễn Hanh nhá. À, sáng nay thì rất là nhiều khách hàng quan tâm về chiếc xe Honda Civic của em, thì em quay chi tiết cho mình nhá. Honda Civic đời 2007, số tự động đẹp, biển tư nhân Hải Dương. Hai mắt cảm biến, à 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này, cam lùi đầy đủ này. Đang uống cà phê thì có một bác để lại xe nhá. Đây là một chiếc xe lộc lá của em Hương các bác ạ. Bác đấy gọi trực tiếp ra quán nước uống cà phê, anh để lại cho chiếc xe, anh lên đời xe khác đây. Đây các bác nhìn này, 2007 zin đẹp luôn, 255 triệu Honda Civic. Dòng này nó còn trên cả lồi đồng cối đá cơ. Đi thì cực kỳ lành luôn, rất hiếm khi mà dân bán xe này ra. Bây giờ là bác đấy là đến tuổi đi xe đạp rồi, nên là các bác cái bán lại xe thôi. Chứ còn nếu mà để bình thường không ai người ta bán xe Civic đâu các bác ạ. Nên là bác nào mà thích Civic thì để lại số điện thoại cho em nhé. 255 triệu động cơ trang bị 1.8 đây ạ. Fiat số tự động của anh ok. Anh ơi đợi em một chút nhá, tự dưng lại lắng rồi. Đợi em một chút ạ. Có Fiat số tự động luôn. Đợi em một chút, em đội cái áo lên đang lắng quá. Anh Nguyễn Quang Danh ơi, để lại số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho mình. Và cùng em xem buổi báo giá này, em sẽ quay chi tiết cho anh nhé. Honda Civic 255 triệu đời 2007 này. Ở đây thì còn có một chiếc xe Vios nữa đây. Một siêu phẩm Vios đời 2015, số sàn động cơ trang bị là 1.5 nhé. Vios em Hương đang bán là 350 triệu với nước sơn màu bạc. Cho chiếc xe Vios biển Hà Nội nhé. Vios biển Hà Nội, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ cho em. Trước khi quay vào số tự động, em sẽ quay số sàn trước rồi đi vào trong kia cho đỡ nắng nào. Đây ạ, Vios của em Hương đời 2015 đây. Giá chào bán là 350 triệu, em còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Còn ở đây bác nào quan tâm về Vios số sàn thì đây nhá. Chiếc xe trực tiếp em Hương mua tại Quảng Bình, đi nhiều ngày nhiều đêm mới vào tới Quảng Bình để mang siêu phẩm về đây. Mấy hôm trước thì em có nhá qua hình ảnh rồi, nhiều các bác quan tâm nhưng mà em cho đi rửa dọn nội thất một chút thì hôm nay xe đã về này. Vios bản e xịn đời 2016, máy trắng, không taxi và không dịch vụ, biển 73, đèn halogen này, có thêm giải đèn nét đầy đủ này, em lè là màu vàng cát đẹp. Giá chào bán là 375 triệu. Với động cơ trang bị 1.5 Vios màu vàng cát xịn sò của em Hương đây ạ, trực tiếp mua của bác dân, không taxi và không dịch vụ. Vios bản e xịn 375 triệu. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại, em sẽ vẫn bớt thêm cho mình. Zin đẹp toàn xe, không một lỗi nhỏ luôn. Không một lỗi nhỏ luôn các bác nhé. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bác thư ký ơi, mang hộ em cái ô ra đây với, không để máy nó lại nóng mất. Em chào anh Bá Hường, chào anh Tuấn Anh, chào anh Nguyễn Pháp Hải Dương, chào anh Phú Trần, chào anh Tạ Duy, chào anh Hùng Cường nhé. Fiat bản e xịn màu vàng cát đây ạ, 375 triệu còn thương lượng lộc lá cho mình. Còn bên cạnh chiếc xe Fiat của em thì em còn có chiếc xe Fiat số tự động nhé. Fiat bản G số tự động đời 2015, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 418 triệu. Số tự động bản G, đèn bi salon, xi nhan trên gương, điều hòa auto tự động cho em rồi. Bản G thì điều hòa sẽ là auto tự động và em này là số tự động đẹp đây ạ. Bảo hành bảo trì mới xong thôi, cực kỳ đẹp luôn. Ghế da cao cấp, máy số zin đẹp luôn. 418 triệu còn thương lượng lộc lá thêm. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em Lê Hương tư vấn ạ. Chào anh Thắng Trương, chào anh Hùng Bùi, chào anh Thế Tùng, Hè Hi Em. Cảm ơn anh Tạ Duy nhé, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Chào bác Thế Tùng này. Eco Sport à, em này thì vừa mới về. À, hôm nay nhà em Hương ăn dằm nên là sáng nay em lên hơi muộn. Em này vừa mới về nên là chưa cập nhật được giá này.
Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, một nước sơn màu này gọi là cái màu gì nhở? À đây rồi, Eco Sport đời 2018 nhá, 525 triệu. Eco Sport 2018 bản lắp ráp trong nước, lên màn hình giải trí rồi, đời 2018. Thảo nào form dáng nó mới, nhìn sang trọng quá. Mặt đồng hồ thiết kế cực sang luôn. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao em Hương đang bán là 525 triệu bản lắp ráp trong nước. Bản này là bản nhiều túi khí các bác nhá, túi khí này. Cửa sổ trời toàn cửa sổ lóc đầy đủ cho em. Cái màu này em chưa biết hình dung là màu gì, màu cam đất à. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi. Eco Sport 2018 giá chào bán là 525 triệu SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Chào bác Trường Tho, chào anh Trấn Thành. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Vios này. Vios đời 2015, số tự động bản G xịn. Bản này sẽ có điều hòa tự động và điều đặc biệt em này là với một cái thân hình body cực kỳ bốc lửa luôn. Em này bọ độ lên body kit rồi, body cực đẹp luôn các bác nhé. Biển Hải Dương tư nhân sử dụng, đèn bi salon xi nhan trên gương. Giá chào bán là 418 triệu. Chào oppa Trung Seoul nhé. Anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương đi nào. Các bác ơi chia sẻ cho em Lê Hương, mỗi một khách hàng yêu thương em Hương bằng nút chia sẻ cho em lên trang cá nhân và họ nhóm giúp em đi ạ. Chào anh Dương Thiện ạ. Vios 2015 bản G xịn, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 418 triệu. Bác nào quan tâm em để cho mình còn 408 triệu cộng bao rút hồ sơ quay dòng SUV, ok anh. SUV em có Tucson này, CRV này, Eco Sport này, đợi em một chút nhá. Đây ạ, à, body kit độ lên cực xinh là chiếc xe Vios số tự động bản G của em Hương đây ạ. À. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Ford Eco Sport này, em này là màu cam đất này. Chào anh Mạc Văn Khoa, chào anh Phương Lam, chào anh Dương Thiện, chào anh Võ Ánh này. Chào em Hương xinh đẹp, chúc em luôn đắt hàng, cảm ơn anh Hà Văn Lăng nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV của em Hương đây các bác ơi. SUV của em Hương này, Eco Sport form dáng mới đời 2018. Bác thư ký ơi, cầm một em cái ô ra đây với, không lắng quá là máy này bị sập mất. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao với nước sơn màu cam đất đẹp bản Titanium cao cấp nhất này, 525 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao. Eco Sport với nước sơn màu lâu đẹp, em này là đời 2016, giá chào bán là 425 triệu, Eco Sport 425 triệu đây ạ. Vios số tự động 390 triệu, em Hương ơi. 418 triệu mà trừ đi còn 390 triệu chưa vào việc được anh ơi. Tháng này em có giảm sâu nhưng mà chưa sâu đến mức như thế. Anh phải lông lông một tí thôi, sâu thế là em không chịu được đâu. Anh ơi không như thế là chưa bán được đâu ạ. 418 triệu bớt cho mình 10 triệu còn 408 triệu bao rút hồ sơ cho anh ạ. Chào anh Nguyễn Đô, chào anh Phương Lam ạ. Cảm ơn anh Phương Lam nhé, không phải khéo đâu anh ạ. Mà em cái tính em nó hay thế đấy ạ. Em chào anh Trần Ninh này, em chào anh Luồng Lương. À đúng rồi, Luồng Lương. Chào người đẹp, bác ơi chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Em phải nhờ thư ký cầm ô ra, người thì không sợ cháy, không sợ hỏng nhưng mà điện thoại nóng quá lại sập mất. 5 chỗ ngồi gầm cao, ở đây em còn có CRV. Rất là hiếm khi mà có thể mua được một chiếc xe Honda CRV đẹp như thế này. 2009 mà máy zin nhá, Honda CRV. Đèn bi salon này, xi nhan trên, à em này chưa có xi nhan trên gương đâu. 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. 390 triệu vào chung kết, chưa vào chung kết được anh ạ. Trọng tài này vẫn chưa cho vào chung kết anh ạ. Honda CRV SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Hôm trước là em bán cho mình với cái giá là 408 triệu nhưng cái tháng này giảm cực sâu cho cái tháng này, cho cái chiếc này là 388 triệu. 388 triệu ạ. Vios số tự động em có 2015 anh nhá. Vios số tự động có 2015. Còn số sàn thì em có 2015, 2016, 2018 và 2019 ạ. Tự động em có 2015 thôi ạ. CRV 408 triệu. Cắt xả lỗ, cắt luôn vào chân cái con này là 388 triệu đây ạ.
có căn chỉnh làn đường cho em nhé. Các bác đã từng đi dòng xe nào có option mà căn chỉnh làn đường chưa ạ? Kết nối Zalo để em Lê Hương tư vấn nào. Chào anh Trinh Xuân Trường, chào anh Hà Văn Lê, chào anh Giang Vũ ạ. Bên đây thì còn có Vios số sàn này. Một chiếc xe Vios số sàn, một chủ tư nhân sử dụng máy số zin đời 2016. Đời 2016 nhưng em này là đầu 2016 nên là vẫn là máy đen nhé. Em này vẫn là máy đen, còn em màu vàng cát kia là máy trắng rồi. Giá chào bán là 365 triệu, động cơ trang bị 1.5 cho chiếc xe của em Hương đây ạ. Một chủ máy zin 365 triệu đời 2016 Vios xịn sò của em Hương đây ạ. Đèn bi salon nước sơn màu đen đẹp. Bác Xuân Cường chốt chiếc xe nào thì để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn ạ. Chào anh Vũ Hoàng, chào anh Hùng Nguyễn nào. Bán tải em có bán tải nhá. Em có bán tải Isuzu D-Max 2 cầu máy dầu số tự động màu đỏ cam. Giá chào bán là 535 triệu. Đời 2016, đăng ký 2017. Và vừa em mới về thêm một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2017, một cầu số tự động màu đen. Em đang bán là 568 triệu. 568 hay là 586 nhỉ? Vì vừa mới về thì em cũng ra xem lại cho chắc, không nói này bị hớ giá các bác lại chốt thì em lại mất, lại bị nổ mất. Đây anh Trường ơi, anh để lại số điện thoại nhá. Một chiếc bán tải Ford Ranger màu đen đây ạ. Đời 2017 bản 2.2 số tự động đẹp. Em Hương đang bán đấy, biết ngay là nói nhầm giá mà. 586 triệu cho chiếc bán tải của em Hương đây ạ. Đời 2017 nhá. Ford Ranger. Các bác nhìn này, biển 17 nước sơn màu đen to đùng vật vã luôn mà giá chỉ có 586 triệu thôi. Mà giá này em vẫn còn thương lượng thêm cho mình nên các bác ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Anh ơi, Vios 390 triệu bớt 28 triệu chưa vào việc được anh nhá. Bớt trên livestream em chỉ bớt cho mình 10 triệu cộng bao rút hồ sơ thôi. Bác nào thiện chí mà đến xem xe được thì em bình xăng cho mình. Lộc lá quà Hải Dương cho mình đi về nhá. Chào anh Hùng Nguyễn, chào anh Phùng Tuấn này. Ở đây bác nào có tài chính 7-80 triệu thì em có chiếc xe này. Một chiếc xe công vụ Spark đời 2009 số sàn. Động cơ trang bị làm 0.8 này, ăn xăng như ngửi luôn. Thay một chiếc xe máy cho em vừa chở hàng vừa chở người được. Spark màu xanh lá, đi đâu cũng không sợ bị xa lánh đây ạ. Giá chào bán là 80 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Em để cho mình còn 75 triệu. 75 triệu có xe ô tô đi, máy số cực ngon, điều hòa mát lạnh. Màn hình giải trí cam lùi đầy đủ cho em, có luôn cả cảm biến va chạm nhé. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em đây Hương em nào. Quay Túc Sơn Eco Sport nhé. Ok bác Vũ Thế, đợi em một chút này. Innova 2011 em có anh nhé. 2011 288 triệu, biển Hà Nội màu bạc có nhanh nhé. Chào anh Nguyễn Xuân Lâm này. Đợi em một chút rồi em vào quay Innova này. À, hôm nay thì em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu lông chuột, biển hà, biển này gọi là biển tỉnh nào nhỉ? Tự dưng quên mất biển rồi. Biển 18 các bác ơi, biển 18 tỉnh nào các bác bình luận hộ em một cái, em quên mất rồi. Em này là Kia Morning nhưng bác chủ cũ này lên la răng này, lên rất là nhiều đồ chơi. Lẹp chân kính vì chắn mưa này. Ôi dồi. Bên trong có màn hình giải trí có dàn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Kia Morning với nước sơn màu lông chuột cực đẹp, giá đâu đó loanh quanh là 218, 220 triệu thôi. Xe vừa mới về đây ạ. À đúng rồi, 18 Nam Định. 18 Nam Định đúng rồi ạ. Em cảm ơn các bác ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Thùy này, chào anh Nguyễn Hanh nhé. 18 đây, bác nào ở đây 18 Nam Định thích xe này không ạ? Màu vàng lông chuột rất là đẹp luôn, vòng càng cát đấy ạ. Loanh quanh hơn 200 triệu thôi. Innova thì đợi em một chút nhá. Innova này. Bây giờ thì em sẽ hát theo yêu cầu nên là nó sẽ hơi lộn xộn một chút. Nên là các bác ơi cùng em xem buổi báo giá này nhá. Đi qua bao nhiêu siêu xe Accent Soluto để quay Innova đây. À, chiếc này 2015 mất rồi. Thôi được rồi, ok. Innova đời 2015, động cơ trang bị là 2.0. Biển thủ đô Hà Nội nhá. 2015 các bác nhìn này, la răng này, phanh ABS. Innova 2014, 2015 nó là lên một form dáng khác rồi. Còn đây là chiếc xe Innova 2015 của em Lê Hương nhá. Lên màn hình giải trí này, túi khí an toàn, ghế da gọi là căng bóng xịn sò luôn, chưa hề lão hóa này. Có chiếc bán tải nào hơn trăm không? Dạ không anh ạ.
bán tải thấp nhất bên em phải là hơn 300, gần 400 rồi, 395 triệu anh ạ. Thấp quá, bán tải nó lát lắm, em không dám làm về không bán được anh ạ. 399 triệu cho chiếc xe Innova đời 2015 form dáng mới của em. Cảm ơn anh. Xin phép cả nhà cho em Hương dùng miếng nước đã ạ. Innova đời 2015 rồi nhá các bác nhá. Tiếp tục này. Chào anh Tùng Xuân, chào anh Nguyên Vũ, chào anh Sửu Đoàn, chào anh Trương Nguyễn. Anh Trương Nguyễn hôm nay làm gì hay là ngủ quên rồi? Không thấy anh Trương Nguyễn vào đầu tiên như mọi ngày hay sao nhỉ? Ở đây em Hương còn có Innova đời 2012 nhá. Biển 21. Innova đời 2012, động cơ trang bị 2.0. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, giá chào bán chỉ có giá là 345 triệu. 345 triệu cho chiếc xe Innova của em Hương ạ. La City em có ạ. Xe 70 triệu em có nhá, 58 triệu em cũng có, huống chi là 70 triệu anh Vũ Doãn ơi. Anh Vấn Hanh ơi, đợi em một chút nhá. Innova đây, đây là nội thất bên trong của Innova 2012 đây. Không lỗi nhỏ, không khoan đục luôn. La City SE 210 triệu đồng đời 2009. Số sàn động cơ trang bị 1.6 bản nhập khẩu đây ạ. Bản nhập khẩu có La City đi, 210 triệu đồng nếu như anh Nguyễn Hanh mà chốt em để cho mình còn 200 triệu tròn. 200 triệu tròn có xe La City SE đi. Các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Hôm nay cô Facebook cô ấy lại đóng đánh rồi. Cô ấy lại ghen tị với em Hương nên là các cô ấy lại bóp em Hương rồi. Lại bóp tương tác của em Hương rồi. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em ạ. Em chào anh Văn Khương nhá. La City SE nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. 50 triệu có không? 58 triệu là có ô tô đi anh nhá. Có 58 triệu ạ. Màn hình giải trí đầy đủ, ghế da xịn xoa. La City SE em Hương đang để cho mình. Cho anh xem xe 70 triệu để anh sang lấy luôn. 70 triệu à. Bình thường là như này nhá. Một chiếc xe 80 triệu em post trên livestream là còn 75 triệu. Nhưng mà hình như anh Vũ Doãn rất là máu. Anh Vũ Doãn quan tâm 70 triệu 5 chỗ ngồi hay 70 triệu 2 chỗ ngồi ạ? 70 triệu 5 chỗ ngồi hay 70 triệu 2 chỗ ngồi? Nếu như mà anh Vũ Doãn mà thích chiếc xe 2 chỗ ngồi thì em Hương có một chiếc Spark. Đây chính là xe công vụ của em Hương nhá. Bình thường em báo trên livestream là 80 triệu bớt còn 75 triệu. Nhưng mà em rất thích những khách hàng nào bảo là anh sang lấy luôn. Sang lấy luôn chiếc này đăng ký 2 chỗ ngồi, thiết kế là 5 chỗ ngồi nhưng mà đăng ký 2 chỗ ngồi này. Vừa chở được vợ con, vừa chở được hàng. Nếu như các bác có đi lắp tivi, tủ lạnh, điều hòa thì quá là ok luôn. 80 triệu trực tiếp tí anh qua lấy còn 70 triệu luôn. 80 triệu nhưng mà vì cái chữ là tí anh qua lấy luôn này. Còn 70 triệu nếu như anh Nguyễn Hanh quan tâm nhá. Cảm ơn anh Trương Nguyễn này, nhiều xe đẹp quá Hương ơi, giá cả thì quá hợp lý rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bác 74, chào bác Ngô Chiến nào. Bác nào mà muốn qua lấy luôn xe để giá giật mình luôn. Kết nối Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ gửi định vị cho mình qua lấy luôn. Đã bớt trên livestream đã cao rồi nhưng vì cái chữ là qua lấy luôn quá là men nì luôn, em lại giảm thêm cho mình. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm nhé. Nhìn cái logo đã biết là hạng sang rồi. Một chiếc xe Lexus đời 2005, số tự động đẹp bản nhập khẩu nhá. Em này có thể vừa dùng xăng vừa dùng điện. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn anh nội thất thi công này. Bán tải Ford Ranger màu đen em có 2017. Anh điện lạnh Quang Hải ơi, Ford Ranger em có đời 2017, giá chỉ có 586 triệu thôi. i10 em có nhá, anh Cu Đăng ơi, em có i10, đợi em một chút nhá. Một chiếc Lexus đời 2005, số tự động. Xe vừa có thể dùng điện, vừa có thể dùng xăng. Cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Đi xe cực kỳ êm luôn. Các bác ơi, cấm chìa khóa vào lổ vô lăng lên. Thì cái mặt vô lăng này nó sẽ gật gù. Khi các bác cắm chìa vào nó sẽ hạ xuống để tầm nhìn các bác, tầm tay cầm. Nhưng các bác chỉ cần tắt chìa khóa thôi là vô lăng tự lâng lên để mình có thể đi ra thoải mái nhé. Dòng xe này em Hương đang bán là 595 triệu.
Và đây phanh tay của em nó là thiết kế như dòng xe Mercedes, nó dùng phanh chân như thế này nhá. Không phải phanh tay ở khu vực này đâu ạ, mà nó đạp phanh chân vào đây là thay phanh tay này. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, gương nhớ 3 vị trí, ghế nhớ 3 vị trí ạ. Lexus của em Hương vừa dùng xăng vừa dùng điện 595 triệu. Ok anh, điện lạnh Quang Hải này. Thật sự chiếc xe này vừa mới về bên em Lê Hương được chưa được 30 phút. Chiều ngày hôm qua là đi bắt xe, đêm ngày hôm qua là về. Thì đây anh ơi, hát theo yêu cầu của quý khách hàng nhà mình ơi. Các bác ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đây ạ. Em lại xin phép quay lại chiếc Ford Ranger bán tải của em nhé. À, anh Nguyễn Thỏa ơi, đợi em một chút nhá, để em nói qua một chút về chiếc xe Ford Ranger này cho anh điện lạnh Quang Hải này. Ford Ranger bán tải đời 2017, số tự động bản nhập khẩu. Em này là một cầu, giá chào bán là 586 triệu với nước sơn màu đen, đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ rồi. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ này. Bản này là bản 2.2 nhá. Bản 2.2 586 triệu cho chiếc xe bán tải Ford Ranger. Nội thất bên trong hai màu. Đây cũng có thể được coi là một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Khoang đằng trước các bác có thể đi gia đình, vợ chồng con cái ông bà đi. Nhưng khoang đằng sau này mọc thêm đuôi, nó sẽ là bán tải nhá. SUV 5 chỗ ngồi gầm cao có thêm đuôi, chỗ này là kiếm ra tiền đây này. Các bác này, bán tải chỗ này kiếm ra tiền đây ạ. Anh Cu Đăng ơi, đợi em một chút thôi ạ, đợi em đi vào đây rồi. Bán tải kiếm ra tiền đây. Đây là một chiếc xe tiền đẻ ra tiền đây ạ. Anh Nguyễn Thỏa ơi, bán tải 2014 em có nhá. 2014 đăng ký 2015, máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp màu xanh. Ford Ranger em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 398 triệu, dưới 400 triệu có xe bán tải đi rồi. Y10 thì em mới về đây ạ. Anh Cu Đăng ở đây nhá. Nhiều xe quá xong lại nói theo yêu cầu khách hàng nên đi nó hơi bị lộn xộn một chút, các bác thông cảm cho em. Một chiếc xe Y10 màu đỏ đẹp đời 2015. Động cơ trang bị 1.0. Zin đẹp, số máy zin, keo chỉ zin, sơn zin luôn. Động cơ trang bị 1.0 nhá. Giá chào bán là 215 triệu cho chiếc xe Y10 màu đỏ của em đây ạ. Y10 màu đỏ này. Y10 em có màu đỏ, màu trắng và màu bạc. Các bác ơi cùng em xem buổi báo giá, em sẽ báo giá hết cho mình nhé. Y10 2015 giá chào bán là 215 triệu. Tự dưng lại lắng rồi. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome, có vỉ chắn mưa đầy đủ rồi. Nội thất bên trong em cũng quay luôn cho mình. Màn hình giải trí này. Ghế da hình quả chám hai màu này, trần da 5D cực xịn sò luôn. 215 triệu còn thương lượng lộc ná thêm cho mình. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Chào anh Vũ Hữu Thắng này. Chào anh Trọng Lê, chào anh Lý Thanh. Màu trắng đi chị ạ. À. Ok bác đợi em một chút nhá, cho xem Y10 ạ. À. Ok đợi em một chút ạ. À. Màu trắng nó lại ở bên trong một chút, em quay nốt con Kia Rio này nhá. Kia Rio biển 20, bản sedan 2 đầu, số tự động đẹp. Kia Rio nhập Hàn, gốc Hà Nội, giá chào bán là 395 triệu, zin đẹp toàn xe luôn. Em này là hai chủ nhá. Chủ trước là gốc Hà Nội, bán cho một bác ở 20 Thái Nguyên đúng không ạ? Thì bây giờ không biết là đến đời thứ 3 thì em nó vào đâu nhỉ? Lexus đời 2005 anh nhá, số tự động đẹp 595 triệu. Em này là thiết bị vừa dùng xăng vừa dùng điện, có thể chuyển đổi từ xăng sang điện anh nhá, nên là siêu tiết kiệm. 100 km chỉ hết 4 lít xăng thôi ạ. Kia Rio số tự động đời 2015 màu đỏ đẹp, bản sedan 2 đầu. Lên màn hình giải trí, các phím bấm tổ hợp trên vô lăng rồi. Em đang bán là 395 triệu. 395 triệu các bác nhá. Để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn ạ. City em không có, em tạm hết rồi, em chỉ còn Civic thôi. Honda Civic thôi anh ạ. Màu trắng Y10 đây. Y10 màu trắng bản sedan 2 đầu anh Cu Đăng ơi. Y10 màu trắng bản sedan 2 đầu biển 14 này. Em này là màu trắng bản đủ nhá. Bản đủ sedan 2 đầu 288 triệu cho chiếc xe Y10 của em Hương đây ạ. 288 triệu. Bản đủ sẽ có phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa hai cánh trước này.
màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng và có túi khí an toàn. i10 màu trắng đẹp, bản đủ nhá, bản đủ là bản deep nó dài đấy ạ, không phải ngắn như bản sedan đâu. Giá chào bán 288 triệu, biển 14, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi cũng có rồi. Chào bác Trần Như Ý, chào anh Nguyễn Vinh, chào anh Văn Hoàng, anh Cu Đăng ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho mình, anh Nguyễn Nhân cũng vậy nhá. Chào anh Đặng Công Minh, chào anh Hồ Công Đoàn. Chào 100 khách hàng thân yêu của em Lê Hương ạ. Chào anh Nguyễn Vinh, chào anh đến từ Trung Quốc. Chào bác Hòa, bác Lô Hoàn đúng không ạ? Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ, nhiều xe đẹp lắm luôn. Các bác thích xe nào thì các bác bình luận vào đây, em sẽ quay chi tiết cho mình. Nếu như mà Kia Celato em bán hôm trước rồi thì ngay ngày hôm sau em về thêm một chiếc xe Kia Soluto nhé. Kia Celato bán rồi thì có Kia Soluto, nghỉ ăn cơm thôi em ơi. Hôm nay nhà em ăn dằm nên là em ăn ở nhà từ lúc 10 giờ rồi bắt đầu mới lên live stream anh ạ. Hôm nay là live cả trượt, live từ giờ đến tối luôn, không có ăn cơm anh ạ, vì ăn cơm rồi. Vì em Hương ăn cơm rồi, nay nhà em cúng dằm nên mà ăn trước rồi. Nên là giờ các bác chỉ cần cứ bình luận vào đây thôi, em nói đúng từ giờ đến tối luôn. Fiat màu trắng em có, chị Như Ý Trần ơi, em có đời 2019 chị nhá. Số sàn đời 2019 có Toyota Vios màu trắng ạ. Đợi em Hương một chút thì em quay cho mình nhá. Ở đây em có Kia Soluto này, cảm ơn bác Trung Quốc nhá. Bây giờ em bắn một tràng tiếng Trung được không nhỉ? Kia Soluto đời cao chót vót, đời 2020, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán ở 439 triệu, biển 37 này. Kia Soluto đây ạ, 439 triệu. Xin nhan trên gương nhá. Phanh ABS, na răng thể thao cực đẹp này. Ở bên trên thì còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Hyundai Accent biển 34, tư nhân sử dụng. Em Hương đang bán với giá là 495 triệu. Hyundai Accent đời 2019, số tự động đẹp đây ạ. Xin lỗi, 495 triệu ạ, em nhầm ấy. 495 triệu, đèn bi salon, giải đèn led, xin nhan trên gương rồi. Phanh ABS, na răng thể thao, xe đẹp như là mới luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 8, 2023. Số tự động đẹp, nội thất bên trong thì em này thì nhìn nó hơi chững chạc, hơi nhã nhặn một chút này. Với lức tông màu này, các bác nhìn này, tông màu nội thất bên trong cực kỳ nhã nhặn luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình đầy đủ rồi. Em này là bản tiêu chuẩn 495 triệu. Chào anh Bình Nguyễn, chào anh Nguyễn Đức Hoàn, chào anh Lục Nguyễn, chào anh Tham Nguyễn Văn Thâm. Hay là Thâm. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2018. Em này với em kia là ngang ngửa nhau, kém nhau có một đời thôi. Ngoại hình, màu sắc, nội thất thì gần như tương đương nhau. Giá chào bán là 485 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2018 ạ. Hyundai Accent đời 2018, 485 triệu. Hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Em này thì ghế da, nội thất bên trong, mặc cái mặc nội y nó hơi sexy hơn, nóng bỏng hơn một chút so với em 2019 nhá. Nóng bỏng hơn so với em 2019 ạ. Ở đây em Hương còn có Kia Morning màu đỏ này. Kia Morning đời 2017, giá chào bán là 228 triệu. Động cơ trang bị 1.2 nhé. 228 triệu có Kia Morning màu đỏ đi. Morning thì em Hương có một dàn đủ các màu luôn. Một dàn đủ các màu của Kia Morning luôn ạ. Còn bác nào quan tâm về xe hơn 50 triệu thì đây em có này. Một chiếc xe Kia, một chiếc xe Matiz SE. Matiz SE 5 chỗ ngồi em Hương đang bán là 58 triệu nhé. Điều hòa mát lạnh, thay một chiếc xe máy cho em. Thay một chiếc xe máy nhé. Kia bản này là bản Matiz. Matiz bản SE đây ạ. 58 triệu. Em chào anh Hà Nguyễn, chào anh Dũng Ngô này, chào anh Vận Tải Vương Ngọt này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân hội nhóm giúp em đi ạ. Chị lướt qua lại con i10 đỏ. i10 đỏ ok anh ạ. Con nào giá anh em? Chào bác Trung Quốc. Nhí hào của sáng xì lì sự sen. Đấy em giới thiệu tên em đấy, anh có đọc được không anh Hà Tùng ơi? i10 đỏ đúng không ạ? i10 đỏ đây. i10 đỏ biển 36 này, em quay lại cho anh bác Cu Đăng nhá.
bản hatchback i10 đỏ đẹp, zin đẹp, không taxi. À có đấy, không khoan đục, không khoan đục. Zin đẹp, máy zin keo chỉ zin luôn. 215 triệu đời 2015, máy zin đẹp bản nhập khẩu đây. i10 nhập ấn màu đỏ đẹp đây ạ. Các anh ơi, nếu như mà trên livestream em chỉ có thể nói qua được một chút về giá tiền, về một tí bên ngoài và bên trong thôi, thì các bác để lại số điện thoại, em Hương sẽ tư vấn gửi hình ảnh video chi tiết cho mình thì nó sẽ dễ hơn nhá. Nên là anh Cu Đăng ơi, để lại số điện thoại cho em. Chào anh Tăng Sinh, chào anh Nguyễn Quang Vinh, chào anh Đặng Văn Huy, chào anh Trai Nghèo. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên các trang cá nhân hội nhóm cho em đi ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2015 với động cơ trang bị là 1.6 này. Bản lắp ráp trong nước, Cruze số sàn biển Hà Nội, lên đèn bi salon xi nhan trên gương rồi. 310 triệu đồng em để luôn trực tiếp trên livestream cho mình chiếc xe Cruze cực đẹp này, với giá là 300 triệu tròn. Rất là tiếc chiếc xe đẹp như vậy nhưng mà không làm trả góp được. Nhiều bác hỏi em về con đấy làm trả góp, thì em cũng nói luôn là chiếc đấy không làm trả góp được nhá. Chào anh Phương Chú này, Phương Chữ, chào bác Nguyễn Đức Nông. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có này, SUV Tucson, biển 34 tư nhân Hải Dương sử dụng. Tucson đời 2011 bản nhập khẩu, hai cầu máy xăng số tự động đẹp. Em Hương đang bán với giá là 445 triệu. Tucson đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi các bác ơi. Ở đây em Hương còn có tầm 300 có xe không em? Tầm 300 có Vios đời sâu hơn một tí, nhưng mà nếu tầm 300 mà đẹp thì có Cruze nhá. Chiếc Cruze vừa em quay đấy ạ. Anh Nguyễn Quang Vinh ơi, Cruze là 310 triệu, bớt trên livestream còn 300 triệu tròn. Nhiều xe đẹp lắm, hoặc là i10 bản đủ 288 triệu. Bác Nguyễn Tôn, bác Thơm Lê ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Em chào anh Điện Lạnh Quang Hải này. Để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Tucson đây, cửa sổ trời toàn cảnh full HD, không che một tí nào luôn. Điều hòa auto, sấy sưởi kính có này, sấy sưởi ghế có này. Đề lỗ thông minh, 455 triệu đời 2011, hai cầu số tự động máy xăng. Còn thương lượng thêm cho mình, nếu như mà 300 triệu muốn sở hữu một chiếc xe, thứ nhất là đẹp, thứ hai là ăn ít xăng, thứ ba là lành, thì em có i10 nhé. i10 đời 2016 bản đủ số sàn em đang bán là 288 triệu. 288 triệu có xe rồi, tầm 300 triệu để có nhiều sự lựa chọn ạ. Chào anh Nguyễn Trung này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương này ạ. Anh Nguyễn Quang Thắm ơi, có con nào giá anh em không? Ok, con nào cũng có thể giá anh em được anh nhé. Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu số tự động. Hôm qua thì em bán chiếc xe Kia Morning biển 89 màu trắng rồi, về Hà Nội rồi. Thì hôm nay em còn một chiếc xe Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu nhá. Màu trắng đẹp, số tự động biển Hải Phòng. Đèn bi salon này, xi nhan trên gương, la răng hoa mai thể thao. Với động cơ trang bị 1.0 và giá chỉ có 230 triệu, em vẫn còn bớt thêm. Thì các bác nào mà gia đình nhá, vợ chồng trẻ này, thì đi xe này quá là ok luôn. À, chào anh Cu Đăng nhanh, Cu Đăng đợi em livestream xong để em sẽ tư vấn cho mình nhé. Chào bác Thơm Lê, chào bác Nguyễn Tuệ, chia sẻ cho em đi ạ. Chào anh Nguyễn Trung này, chào anh Hồ Khoa, Hồ Khoa. Bên đây thì em còn có i10 số tự động này, biển 88 Vĩnh Phúc. i10 số tự động biển 88 Vĩnh Phúc với nước sơn màu trắng đẹp, đời 2017, zin đẹp toàn xe luôn. Động cơ trang bị 1.2 bản nhập ấn, em Hương đang bán chiếc i10 tự động đời 2017 này với giá là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe i10 nhập ấn đời 2017 bản nhập khẩu nhá. Bản nhập khẩu đây ạ. Chào anh Hà Khánh, chào anh Lê Trung Văn này. Chào bác Triệu Nghiêm, chào bác Xuân Cường, chia sẻ nhiệt tình cho em lên đi ạ. 300 triệu để có thể mua cả Cruze này. Cruze đời 2015, động cơ trang bị 1.6, nội thất hay là ngoại thất thì đều đẹp. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Hoặc nếu như 300 triệu thì còn có thể mua một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6, em này là số tự động đẹp đây. Giá chào bán chỉ có 248 triệu thôi. 248 triệu chiếc xe nhập khẩu, đề lỗ thông minh, cửa lóc này, túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ cho em. Nhiều đồ chơi công nghệ hội tụ hết vào chiếc xe CDX đây ạ.
màn hình giải trí cam lùi cam hành trình mà giá chỉ có 248 triệu có CDX đi đây ạ. Hoặc Innova thì em còn có bản G nhá, bản E rất là nhiều, bản G thì có 1-2 chiếc thôi. Innova bản G động cơ trang bị 2.0, em Hương đang bán là 230 triệu cho chiếc xe Innova bản G đây. Biển Hải Dương, biển Hải Dương đây ạ, 230 triệu Innova bản G. Em này là màu vàng cát các bác nhá, màu vàng ghi cát, còn những em kia là màu bạc. Nên là các bác có thích màu thì em này màu khác hoàn toàn so với những xe khác nhá. Chào anh Vũ Xuân Quỳnh, chào anh Tuyến Trần, chào anh Nghĩa Trung, chào anh Mông Vân Đam, chào anh Toàn Cầu, chào anh Triệu Nghiêm. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao có xanh có lâu thì không thể thiếu được đen đâu đúng không ạ? Vì cái màu này là một cái màu ăn khách nhất này. Tucson máy xăng 2 cầu đời 2012, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp, em Hương đang bán với giá là 480 triệu, biển Hà Nội. Công nghệ đồ chơi và option thì giống như hai con kia thôi, nhưng em này thì đời cao hơn. Và màu đen rất là đẹp luôn, nội thất cũng là màu đen luôn nhé. 480 triệu đây ạ. Chào bác Vũ Xuân Quỳnh. Sao em nhìn bác quen quen nhỉ? À, anh Giai nhà mình, em xin lỗi nhé, giờ em mới nhận ra. Tại vì ở nhà gọi tên biệt hiệu nó quen rồi, giờ nhìn trên line đẹp trai quá, sơ mi trắng em không nhận ra nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh này, màn hình túi khí an toàn các bác này. Khóa cầu vi sai, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện. 480 triệu em vẫn còn thương lượng lộc lá cho mình. Chào bác gia hội này. Kia Morning thì em có một dàn luôn, xanh đỏ tím vàng hội tụ tất cả các màu. Chủ shop thì hơi sờ tin một tí nên là màu nào em cũng làm. Nên các bác ơi, sơ mi áo nào em cũng có luôn. Kia Morning đời 2016 số sàn màu trắng em đang bán là 215 triệu. Kia Morning màu xanh đời 2016 em cũng đáng bán là 215 triệu thôi. Rất là nhiều dòng Kia Morning đây ạ. Chào bác Sơn Sơn, chào anh bà Bồ Dương này. Fortuner thì em cũng có nhá. Fortuner đời 2013, động cơ trang bị là 2.7, số tự động 1 cầu, biển Hà Nội. 7 chỗ ngồi, số tự động Fortuner đây ạ, 450 triệu có Fortuner đi. Máy dầu, máy xăng em đều có luôn, nên các bác nào mà thích Fortuner thì em đều có nhé. À, bên đây thì còn có một chiếc xe Innova này. Innova bản G đời 2011, động cơ trang bị 2.0, em Hương đang bán là 288 triệu. Innova không khoan đục, không đâm xô và không ngập nước, 288 triệu đây ạ, đời 2011 em này bản G, biển Hà Nội cho em. Chevrolet Aveo đây ạ, đời cao giá rẻ với nước sơn màu đồng đẹp, bản sedan 2 đầu. Aveo 225 triệu đời 2015. Đời cao giá rẻ là về lói về dòng Aveo rồi các bác ạ. Màn hình Android cỡ lớn, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn. Tucson 450 triệu được không em? Bác Chí Nam ơi, Tucson em có nhiều lắm. Tucson màu lâu, Tucson màu xanh và Tucson màu đen, bác Chí Nam đang quan tâm về chiếc xe nào ạ? Đang quan tâm về chiếc xe nào nhỉ anh nhỉ? Anh đang quan tâm về chiếc màu đen này của em đúng không ạ? Chiếc màu đen này em Hương đang bán là 480 triệu. Nên là bớt 30 triệu thì chưa vào việc được. Anh ơi lên một chút đi. Anh lên một chút và em xuống một chút thôi thì là anh em mình sẽ có một cái bắt tay giữa em Lê Hương và anh Chí Lam nhé. Giao dịch thành công là sẽ phải lên một chút. Anh cố lên một chút và em sẽ xuống một chút thì sẽ dễ vào việc hơn anh Chí Nam nhé. Chào anh Long Trần, chào anh Khiết Trần này. Y10 bản nhập ấn đời 2014 em Hương đang bán là 195 triệu. Đời 2014 này. Úi dồi ôi, lắm xe quá, còn phải một lửa già xe nữa chưa nói hết. Lắm xe quá các bác ơi, bán luôn tục. Màu đen là anh ơi em đang bán là 480 triệu. Bớt 30 triệu thì chưa vào việc được, nên là anh cố lên một chút là sẽ vào việc đủ cục với em Lê Hương nhé. Chào anh Văn Cao SH này, chào anh Khiết Trần này. Anh Nam Chí ơi, để lại số điện thoại em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Ở đây thì em Hương còn có Y10. Y10 đời 2016 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0 đây. Em Hương đang bán với giá là 286 triệu. Y10 bản đủ hatchback đây, 286 triệu đây ạ. À em xin lỗi, 268 triệu bản đủ, còn thương lượng lộc lá cho mình. Anh Nam Chí ơi, để lại số điện thoại em Lê Hương sẽ kết nối Zalo để tư vấn cho mình. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Xuân Cường, chào anh Cường Ngô, chào anh Triệu Duy Hòa,
Chợ Diên Hòa, anh Chợ Diên Hòa lâu lắm mới xem like của em đúng không ạ? Chào bác Nguyễn Diêu này. Bên đây thì còn có chiếc xe Toyota, Toyota Vios màu trắng đẹp đời 2019, giá chào bán là 415 triệu. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ. City em tạm hết anh Bùi Thảo ơi, em chỉ còn Civic 2007 số tự động thôi, 255 triệu. Vios 2009 em không có nhưng em có 2010. Vì 2010 cũng chỉ có giá là 196 triệu thôi. Nếu như mà anh quan tâm em để cho mình còn 190 triệu nhé. Anh Hiếu Cáo ơi, Vios có đời 2010, số sàn 196. Chốt trên live stream em để cho mình còn 190, biển 99 màu đen đẹp đây ạ. Honda City thì em tạm hết nha, em chỉ còn Honda Civic mới về thôi, số tự động có 255 triệu rất là đẹp. Chào anh Nguyễn Duy, chào anh Đức Duy này, chào hai anh Duy nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chào anh Hoàng Tâm. Toyota Vios đời 2019, số sàn, động cơ trang bị 1.5, form dáng mới, nước sơn đẹp luôn, đời cao chót vót. Giá chào bán là 415 triệu cho chiếc xe Vios đời 2019 của em Hương đây ạ. Toyota Vios đời 2019 đây. Em này chốt cửa mất rồi. Em này chốt cửa rồi thì quay sang chiếc xe này đi. 196 triệu có Vios đi, em để cho mình còn 190 triệu. Toyota Vios đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em với các bác ơi, nhiều xe đẹp lắm này. Ở đây em còn có xe Mẹc này, cũng là xe Mẹc nhưng mà giá nó lạ lắm các bác ơi. Một chiếc xe Mẹc C240 số tự động bản nhập khẩu mà giá chào bán chỉ có 190 triệu thôi. Cũng là xe Mẹc nhưng mà giá nó lạ lắm ạ. 190 triệu có xe Mẹc đi các bác nhé. Mẹc C240 bản cao cấp 1.8 nhé, số tự động đẹp đời 2004. Biển Hà Nội tư nhân sử dụng, em Hương đang bán với giá là 190 triệu có xe Mẹc đi này. Cho anh xem lại con đen kia được không? À anh Hiếu ơi, con đen là con nào nhỉ anh nhỉ? Vios đúng không anh? À đây đúng rồi, Vios đây ạ. Vios đời 2010. Vios đời 2010 biển 99 này. Na răng thể thao, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Lẹp chân kính vỉ chắn mưa ốp hết rồi các anh nhé. Anh Huy cả cáo ơi. Màn hình giải trí thì con này chưa lên. Đầu đài nguyên bản này, túi khí an toàn, ghế da xịn sò cho em. Trần da 5D các bác này, Vios trần da 5D 196 triệu em để cho mình còn 190 triệu. Vios đây, Vios màu đen của em Hương đây ạ. Anh Hiếu Cáo ơi, để lại số điện thoại em sẽ gửi cho mình video và hình ảnh chi tiết nhé. Chào anh Trương Lượng này, chào anh Can Như này, chào anh Hoàng Tâm, chào bác Chính Lượng, chào bác Lam Vũ nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Toyota Camry. Toyota Camry form dáng cán bộ xịn sò đây, em Hương đang bán với giá là 415 triệu. Một trong những cái dòng xe lồi đồng cối đá nhưng mà không thiếu được sự sang trọng tinh tế nhé. Camry 415 triệu đời 2009, số tự động đẹp có Toyota Camry đi ạ. Bên đây thì còn có xe 7 chỗ ngồi Captiva, xe đẹp quá, cảm ơn Khánh nhé. Chia sẻ cho mình lên trang cá nhân hội nhóm được không ạ? 7 chỗ ngồi giá rẻ, em Hương có Captiva. Captiva động cơ trang bị 2.4, số sàn hỗ trợ trơn trượt đổ đèo đầy đủ cho em. Giá chào bán 215 triệu, cắt xả lỗ cực mạnh trong ngày hôm nay. Bác nào tài chính 200 triệu là cầm xe này về đi ạ. 200 triệu tròn bớt luôn 15 triệu trên livestream chiếc xe Captiva này. SUV 5 chỗ ngồi gầm cao thì em Hương còn có Tucson màu lâu nhé. Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp gốc Hà Nội xịn sò đây. Đèn bi salon và giải đèn led này. Giá chào bán chiếc Tucson này là 438 triệu đời 2010. 2 cầu máy xăng số tự động đẹp. Ghế da màu lâu bò này. Màn hình giải trí túi khí an toàn đầy đủ cho em. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD không che nhé. 438 triệu còn 42, 428 triệu chốt trực tiếp trên livestream cho em đi ạ. Chào anh Quyền Mino, chào bác Hải Đăng, chào anh Huy Thắng ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang các chân cá nhân hội nhóm cho em nhé. Bên đây thì còn có Corona Altis này. Altis đời 2010, động cơ trang bị 2.0, số tự động. Hiện tại em Hương đang có hai siêu phẩm Corona Altis. Chiếc màu đen này là số tự động 2010, em đang bán là 395 triệu, động cơ trang bị 2.0,
biển 34. Còn một chiếc nữa đời 2009 nhưng mà giá chỉ có 358 triệu thôi. Động cơ 1.8, số tự động đẹp. Nên bác nào quan tâm về Corona Antis thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây em còn có Mazda 3 này. Mazda 3 form dáng hatchback cực xinh luôn, biển 15 Hải Phòng. Đèn bi salon dài đèn LED, cửa sổ trời đầy đủ cho em. Em này thì có lên được cả cam 360 nhé. Cam 360, Mazda 3 2009 nhập đài em Hương đang bán là 299 triệu. Lên màn hình Vitech đề lổ thông minh, màn túi khí an toàn đây, đầy đủ rồi. 299 triệu có Mazda form dáng hatchback nhưng không hề bị cụt, không hề bị ngắn đâu ạ. Phía sau xe trang bị đầy đủ cho em cam lùi và hai mắt cảm biến nhé. Chào anh Nguyễn Thường, chào anh Ếch Ộp, chào bác Đinh Văn Quyết nào. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Vũ Thái nào. Anh Cu Đăng ơi, phải để lại số điện thoại thì em mới dễ dàng tư vấn cho mình nhé. Để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em còn có Corona Antis, lúc vừa em nói đấy ạ. Corona Antis, lồi đồng cối đá, thương hiệu đình đám của em Hương đây ạ. 358 triệu đời 2009, số tự động đẹp. Rất là hiếm khi mà mua được một chiếc xe Corona Antis biển Hà Nội mà zin đẹp như thế này. Bao nhiêu năm sử dụng thì em nó vẫn giữ nguyên được cái hình dáng đẹp xinh gái như này. Có thể nói là nhan sắc không hề bị xuống sắc theo thời gian đúng không ạ? Xin nhan trên gương đầy đủ cho em. 358 triệu đời 2009 Corona Antis số tự động. Màn hình giải trí đẹp rồi, máy số zin sơn zin đẹp luôn. Anh xem xe. Ở đây bác nào quan tâm về Xpander, em có Xpander nhé. Xpander số tự động đời 2020, đi gia đình hay đi dịch vụ đều ok. Với động cơ trang bị 1.5 máy eco, hỗ trợ cho em trơn trượt đổ đèo. Có ga tay tự động cruise control siêu tiết kiệm cho em này, đi cực nhàn luôn. Xin nhan tích hợp trên gương, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng và đến dòng này sẽ có khẩu lệnh rồi. Hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em nhé. Xpander 590 triệu. Màu lâu đẹp, zin đẹp toàn xe, bao Tết toàn quốc cho mình. Xe thì cực đẹp luôn. Kết nối qua Zalo cho em đi ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Em chào anh Nguyễn Duy Hoàn, chào anh Hồ Văn Hợi này. Chào bác Vũ Thị Nhã này. Chào bác Phạm Quang Vinh. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Chào anh Lê Trung Hiếu. 7 chỗ ngồi số tự động em còn có Captiva nhé. Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.4. Em Hương đang bán với giá là 238 triệu. 238 triệu cho chiếc xe Captiva của em Hương đây ạ. 150 triệu thì em còn có Nacity EX đời 2009 này. Phân khúc giá tiền quá là rẻ mà mua được chiếc xe Nacity EX máy to cực khỏe luôn. 150 triệu có Nacity EX này. Vios này thì vừa em cũng quay rồi. Vios bản e xịn một chủ máy zin đời 2016. Em này là máy đen nhé. 365 triệu cho chiếc xe Vios đời 2016 của em Hương đây ạ. Bên đây em Hương còn có Mazda 6 này. Mazda 6 đời 2004, số sàn, động cơ trang bị 2.0. Giá chào bán là 178 triệu cho chiếc xe Mazda 6 này. Cụm đèn pha phía trước kết hợp rất là nhiều đèn. Halogen có này, đèn bi salon có này, đèn phá xương cũng có luôn. 178 triệu. Quá là nhiều xe đẹp luôn các bác nhé. Quan tâm thì để lại cho em. Em còn có Mui Trần, còn có Range Rover. Và ưng ý nhất ngày hôm nay, trong buổi báo giá ngày hôm nay, ưng ý nhất là mới về được chiếc xe Vios màu vàng cát này. Vios màu vàng cát, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục. Máy zin đẹp màu vàng cát biển Quảng Bình. Em Hương đang bán là 375 triệu đời 2016, máy trắng xịn sò của em Hương đây ạ. Bác nào quan tâm về chiếc xe Vios không taxi mà toàn là xe gia đình sử dụng thì để lại số điện thoại cho em nhé. Form dáng mới rồi, Vios màu vàng cát, được cả chất lượng, được cả màu. Máy là máy trắng cực khỏe mà tiết kiệm cho em đây ạ. 375 triệu cho chiếc xe Vios màu vàng cát của em Lê Hương nhé. Chào anh Nguyễn Thông, chào anh Nguyễn Đình Tám, chào anh Phạm Văn Dệ, chào anh Lê Trung Hiếu này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá gần như là hết các đầu xe tại bãi bên em rồi. Chào anh Trân Bùi, chào anh Hồng Nguyễn ạ. Chào anh Nguyễn Đình Tám. Bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối Zalo để lại số điện thoại cho em. Từ những dòng xe i10 hoặc Vios em rất là nhiều. Mui Trần em cũng có này. Range Rover em cũng có luôn. Bán tải thì về luôn tục luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao thì có một dàn chân dài luôn ạ. Chào anh Hồng Nguyễn, chào anh Lợi Dương nhé.
Chào anh Sơn Phạm này, vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Các bác quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn cho mình. Chào anh Toản Ngô nhé. Có lẽ là bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp vào đây ạ. Toát hết mồ hôi, ướt hết áo các bác ạ. Các bác ơi, đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Các bác muốn mua xe với giá hợp lý, các bác chỉ cần alo trước cho em thôi, kết nối Zalo cho em. Hoặc bác nào muốn đến chạy thử và cảm nhận được chất lượng của xe thì đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Đến đấy và chị bảo rằng anh là bạn của Lê Hương là giá sẽ cực kỳ ok luôn nhé. 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp này. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình đầu tuần có một tuần làm việc năng lượng và hiệu quả, hạnh phúc bên gia đình. Chào anh Vũ Lam và chào anh Nguyễn Thanh nhé. Hotline em đã ghi ở đây rồi ạ, 0354602790. Các bác nhìn này, ướt hết áo luôn. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại vào 11:30 ngày mai các bác nhé. Chào bác X Trần ạ.